Phần 5, những năm cuối đời, năm 1959 đến năm 1962. Hồi 38, cuối năm 1958 đầu 1959, đã hết thời kỳ Luciano mang tang. Nhưng sự kiện ở thế giới bên ngoài còn tiếp tục tác động và anh không thể tự tách mình lâu hơn nữa. Âm mưu gài bẫy Vito Genovis đang được tiến hành và sắp đạt đến đỉnh cao vào mùa xuân với việc truy tố, xét xử và kết án hắn nhưng chừng nào Zenovis còn được tự do, và ngay cả khi những cánh cổng sắt của nhà tù đã đóng sập sau lưng hắn, những tham vọng của hắn vẫn không hề thay đổi. Người của Vito ngày càng ngang nhiên lấn chiếm lãnh địa của dâu Bernano ở Brooklyn. Một cuộc huyết chiến giữa hai phái không thể tránh khỏi. Các ủy viên trong hội đồng đề nghị Luciano can thiệp để ổn định lại tình hình. Tình hình ở Cuba cũng đột ngột trở nên khó khăn. Fidel Castro và cuộc cách mạng của ông ta đã từ căn cứ trên vùng núi Sierra Maestra tràn xuống đánh tan quân đội của tên độc tài Batista và nắm quyền kiểm soát đất nước. Batista đã buộc phải tẩu thoát, hắn đáp máy bay sang đất thánh Florida. Những kiều dân Mỹ, khách hàng của sòng bạc, cũng đã vội vã chạy theo ông ta. Cơ đồ của Lansky ở Havana như tan hoang khi Castro áp đặt chế độ khắc khổ của ông ta ở trong cả nước. Khi tai họa đến gần, Lansky cũng đã sớm tìm nơi đầu tư mới về các hoạt động thay thế mới. Hắn đã tìm ra, ở các đảo Bahamas, đánh bạc là một hành động hợp pháp. Thế giới ngầm có thể dễ dàng hối lộ các nhà chức trách. Đồng thời ở Las Vegas giấc mơ vàng của Sicho đã trở thành sự thật. Người Mỹ như bị một cơn sốt đánh bạc đã ùn ùn kéo tới thành phố này để cầu may trong các sòng bạc. Những khách sạn kiêm sòng bạc mọc lên như nấm. Dù cho các khách sạn sòng bạc này đã mang tên gì và do ai công khai đứng ra làm chủ, tuyệt đại bộ phận đều có thế giới ngầm kiểm soát, thường thường dưới hình thức góp cổ phần. Ngay cả những nhà kinh doanh lương thiện ở Nevada cũng cảm thấy rằng các sòng bạc phải do thế giới ngầm quản lý mới có lãi. Số lợi nhuận này rất lớn mặc dù những người thuộc thế giới ngầm đã rút ra 20% bỏ vào quỹ riêng. Số tiền này không bao giờ đóng thuế cho chính phủ dưới sự điều hành của Lansky và được Luciano phù trợ, thế giới ngầm đã đầu tư vào Las Vegas hàng triệu đô la. Nhưng họ đã thu được số lợi nhuận còn lớn hơn số tiền bỏ ra. Mặc dù Cuba và toàn bộ cơ đồ gá bạc của anh ta ở đấy đã hoàn toàn sụp đổ, Lansky vẫn không bỏ Batista. Anh đã giúp tên độc tài này chuyển hơn 300 triệu đô la thành các tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ mang tên Batista và gia đình, đặc biệt là hai người con trai của hắn được lansky dẫn dắt batista đã đầu tư một số tài sản của mình vào các sòng bạc ở nassau beirut london và sau đó ngay cả nước nam tư cũng do họ kiểm soát vì tito tỏ ra không phản đối việc thu hút ngoại tệ thông qua các chuyên gia điều hành sòng bạc của mỹ tất cả những vấn đề ấy đòi hỏi luciano phải theo dõi giải quyết buộc anh phải rời bỏ cuộc sống ẩn dật cuộc sống riêng của anh cũng lại bắt đầu anh lại đi ăn tối ở california Di Teresa và các hiệu ăn quen thuộc khác, thăm hỏi trò chuyện với bạn bè, đồng thời anh cũng bắt đầu ve vãn các cô gái. Tháng 1 năm 1959, một ngày nắng ấm, Luciano đang cùng một số bạn bè ăn trưa ở hiệu ăn ngoài trời Santa Lucia ở Naples thì một cô gái bán hàng tên là Adriana Rizzo đi ngang gần đấy. Tôi đã quen Adriana cách đây mấy năm, cô là nhân viên bán hàng, bán các dụng cụ y tế. Hồi ấy Tôi còn bị đau lưng và bác sĩ bảo tôi đến cửa hiệu này để mua các thứ cần thiết. Thế là tôi gặp cô ta, hôm đó, lưng tôi lại bị đau. Adriana nhún nhảy đi qua bàn tôi và chào. Tôi với tay vỗ nhẹ vào mông cô. Đối với các cô gái ý, đó là cách khen ngợi mà các cô rất thích. Adriana dừng lại, cô nói, cô biết chuyện Evia và cô thành thật chia buồn cùng tôi. Câu chuyện của chúng tôi từ vấn đề này sang vấn đề khác thế là tôi trở lại cửa hiệu của cô ta để mua một cái đệm lưng và mọi chuyện bắt đầu từ đấy adriana đã có học một lớp hộ lý ngắn hạn sau một thời gian mời cô ta đi ăn tôi ở các cửa hàng tôi gợi ý cô ta về cùng ở và chăm sóc tôi lúc này chúng tôi đã thân thiết vấn đề là ở chỗ cô ta gần như đã hứa hôn với một người khác tôi bảo cô ta cắt đứt với hắn cô ta đã về chung sống với tôi Adriana biết rất rõ tình cảm của tôi với ivier nhưng cô ta tỏ ra rất thành thật hàng ngày chúng tôi sống với nhau rất hòa thuận bố cô ta là người lái xe taxi gia đình cô là gia đình người naples chính thống họ hiểu rằng trong trường hợp này không thể nói đến việc cưới xin chừng nào adriana sống hạnh phúc thì gia đình không can thiệp tôi đã nhiều lần giúp gia đình cô thoát khỏi khó khăn cô đã tranh thủ cảm tình bà lydia người nữ quản gia của tôi và thế là mọi việc ồn thỏa tốt đẹp trong nhà luciano có được một cuộc sống yên ổn nhưng ngoài xã hội đặc biệt là ở mỹ thì ngược lại những cuộc bắn giết nhau đẫm máu đã nổ ra ở new jersey manhattan brooklyn lansky đang bận rộn đi đi về về vùng Caribbean, bị thu hút vào các hoạt động gá bạc đang phát đạt đồng thời đang lo lắng về hậu quả của việc fidel castro lên cầm quyền ở cuba luciano đã bí mật lái xe đi milan để gặp dâu adonis mặc dầu hai người rất ghét nhau Tôi định thảo luận với hắn về tình hình ở New York nhưng chẳng khác gì nói với một bức tường. Hắn ta cho rằng chỉ những việc xảy ra ở Milan mới là quan trọng. Hắn khoe hắn có hành động hợp pháp, đó là nghề xuất nhập khẩu nữ trang. Hắn ta đang rất bận rộn với công việc mới này. Từ nhỏ, hắn vẫn thích làm dáng. Ngày nay hắn vẫn cho mình là chàng trai lịch lãm. Tôi nghĩ rằng, chính điểm này đã đưa hắn đến buôn bán đồ nữ trang. Điều tôi bực mình nhất trong cuộc gặp gỡ này là hắn chẳng hề mở miệng hỏi tôi có cần hoặc muốn gì không. Hắn vốn là một thằng vừa ích kỷ vừa bồn xỉn. Cuộc gặp gỡ Adonis không đem đến kết quả gì. Luciano chưa kịp làm gì khác thì đã bị ốm. Adriana đã chăm sóc tốt cây lưng của anh. Nhưng những đòi hỏi sinh lý của một cô gái 23 tuổi đã làm cho một ông già 62 tuổi kiệt sức. Chỉ một tháng sau khi Adriana về ở chung với anh, Luciano đã bị một cơn nổi máu cơ tim. Tuy chỉ là nhẹ thôi, nhưng bác sĩ Matteoli đã yêu cầu bác sĩ G. Martin, một chuyên gia về tim mạch, đến chăm sóc cho anh. Bây giờ, tôi có một lúc hai bác sĩ bám sát lấy tôi, khuyên tôi nên hết sức tự hạn chế mình bởi vì tôi đã tỏ ra quá hăng. Bác sĩ G. Martin cảnh cáo rằng nếu tôi vẫn cứ mức độ như hiện nay thì cơn đau tim sau sẽ nặng hơn và tôi có thể chết. Những lời cảnh cáo này không làm tôi lo ngại. Adriana bắt tôi phải nằm nghỉ thậm chí không cho tôi đi vào phòng vệ sinh. Sau một tuần lễ, tôi cảm thấy trong người đỡ hơn. Tôi đã mấy lần định gạ gẫm và Adriana buộc phải đánh tôi một cái vào đầu sưng vù lên. Tôi lại càng tin rằng tôi rất may mắn gặp cô ta. Vài tuần sau, Luciano đã khá hồi phục. Anh lại lui tới các tiệm ăn và hộp đêm, cũng như đến trường đua và lần nào các con ngựa anh đánh cuộc cũng bị thua làm anh mất mỗi đêm đến 2, 3.000 đô la anh cũng đã bắt đầu chăm lo đến sườn mộc và tìm cách cứu nó khỏi tình hình thua lỗ. Trong những giờ rảnh, thỉnh thoảng anh lại giúp cha Capato trong việc xây dựng bệnh viện. Năm 1959, đã bắt đầu xây móng và sau đó hình dáng của ngôi nhà bệnh viện đã bắt đầu hình thành. Luciano đã trở lại hoạt động như không có việc gì xảy ra, kể cả việc tiếp tục các quan hệ sinh lý với Adriana. Tất cả những điều đó làm anh quá sức cuối mùa xuân anh lại bị một cơn đau tim thứ hai khi nào có dịp nằm bệnh viện một tháng trời anh sẽ có dịp suy nghĩ đủ điều về bản thân mình tôi cũng vậy bác sĩ martin đã nói đúng khi ông ta nói với tôi rằng cơn đau tim lần thứ nhất chỉ là sự cảnh cáo tôi sẽ là một thằng điên khi không hiểu rằng cơn đau tim lần thứ hai này nếu tôi chưa chết thì cũng đã kề miệng lỗ trong mấy ngày đầu nằm bệnh viện người ta không cho tôi biết rằng bệnh tình của tôi khá trầm trọng nhưng tôi cũng đã đoán ra và thú nhận với anh tôi rất sợ chết tôi bắt đầu hiểu ra rằng tôi không còn trẻ nữa các bác sĩ đều nói rằng chính những khó khăn rắc rối ở mỹ làm tôi đau tim một hôm chính tôi cũng đã nói với họ tôi nghĩ rằng các ông tưởng tôi ốm như thế này là vì tôi và adriana không biết giữ gìn trong quan hệ hay sao nhưng các bác sĩ đã giải thích là trong thời gian qua huyết áp của tôi đã tăng lên và ảnh hưởng đến tim Cuối cùng chỉ một đêm với Adriana cũng đủ cho tôi đến nghĩa địa. Họ khuyên tôi nếu muốn sống lâu, phải về hưu, từ bỏ tất cả các hoạt động rắc rối. Tôi suy nghĩ nhiều về những lời khuyên này và quyết định tham khảo ý kiến của Vitality. Bác sĩ Di Martin không cho phép tôi tiếp khách nhưng tôi nói với ông, đây là cuộc gặp mặt cần thiết để tôi làm giảm bớt những áp lực và những chuyện rắc rối. Vitality được phép đến bệnh viện gặp tôi. Tôi nói với anh ta là tôi dự định rút lui khỏi hội. Vitality chố mắt nhìn tôi. Tôi phải giải thích cho anh ta, điều đó là cần thiết cho tính mạng của tôi. Tôi yêu cầu anh ta nhắn về New York rằng nếu Frank Costello rút lui được, tại sao Charlie lại không rút được? Tôi nhờ Vitality nói với mọi người tôi chỉ muốn họ tiếp tục gửi tiền cho tôi, coi như một thứ trợ cấp hưu trí và từ nay, họ sẽ không hỏi ý kiến tôi về bất cứ việc gì. Tôi muốn từ chức người đứng đầu của hội đồng và trao lại mọi quyền hành cho bất cứ ai được hội đồng chọn thay tôi. Theo ý tôi, Carlo Gambino là người có khả năng được thay tôi. Có một số thủ lĩnh trẻ hơn cũng muốn giành chức đó, nhưng theo tôi, Carlo đủ khả năng để tự bảo vệ mình. Tôi nói với Vitality, anh chỉ cần nói với họ gửi tiền cho tôi và để cho tôi yên. Tôi dặn anh ta trước hết báo cho Lansky biết về việc này. Bởi vì Lansky là người giữ tiền nhưng các đồng minh của luciano ở mỹ đã không tin khi nhận được ý kiến của anh và cũng không hiểu anh muốn gì họ vẫn tiếp tục gửi tiền cho tôi đồng thời tôi cũng nhận được rất nhiều câu hỏi họ không muốn cho tôi thôi thành thật mà nói điều đó làm tôi cảm thấy bằng lòng bởi vì khi hàng trăm người nói với tôi là họ không để tôi rút lui vì họ cần tôi thì tôi không còn đủ nghị lực từ chối thế là mọi việc lại trở lại như cũ trừ một điều tôi không bao giờ nhận được những món tiền lớn nữa Lansky luôn có lý do này hoặc lý do khác để trình bày với tôi về việc đó. Trước đây tôi có một người bạn từ hồi nhỏ, đó là Coppola, người đã từng sống với tôi trong căn nhà nhỏ tồi tàn lúc ban đầu. Khi vợ anh ta chết và đám con bỏ đi, Coppola còn lại một mình và đã quá già nua. Tôi đã đưa anh qua Naples và kiếm cho anh ta một cửa hiệu bán kẹo để sinh sống. Bây giờ, tôi cũng tìm ở Naples một địa điểm để mở một cửa hàng bán kẹo và kem khi tôi tìm ra được địa điểm và tôi cần phải có 50 đến 60 nghìn đô la. Nhưng tôi đã không có đủ số tiền đó. Số tài khoản của tôi ở Zurich, tôi cũng đã rút hết. Igia đã bị bệnh đau ốm trong gần một năm liền và chi phí món tiền rất lớn. Mấy tháng liền, Luciano gửi thư, điện cho bạn bè ở New York, yêu cầu họ gửi cho anh một số tiền lớn do anh yêu cầu cấp bách. Nhưng không bao giờ anh nhận được số tiền đó luciano từ chối không trả lời về số tiền các liên lạc viên mang đến và anh cũng từ chối không ra các chỉ thị và ý kiến tôi chỉ nhắn cho mọi người ở mỹ biết rằng tôi đã rút lui và để cho tôi yên ấy thế mà ở mỹ người ta vẫn không chịu tin tôi trong khi đó chính cảnh sát ý tin là tôi đã rút lui giovanni pasero cũng tin điều đó pasero sau này trở thành cố vấn thân cận của tổng thống ý giovanni leon đã thay mặt luciano nói chuyện với các nhà chức trách ý Ông ta đã thuyết phục được họ tin rằng Luciano đã thôi không còn dính dáng gì đến thế giới tội ác ở Mỹ cũng như ở Ý. Một số nhà báo cũng tin điều đó. Họ bắt đầu mô tả tôi như là một công dân về già không có việc gì làm ngoài việc ngồi hóng mát ở công viên. Barrett Morgan, phóng viên tờ báo New York Herald Tribune, đã viết một bài khá hay và chân thật về tôi khi đã rút lui. Bài này đã được in lại trên hầu hết các tờ báo ở Mỹ và Ý. Tình hình này làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn, chóng hồi phục sau cơn đau tim và giúp tôi sống lại. Tuy vậy, tôi còn rất sốt ruột về số tiền 60.000 đô la mà tôi cần cho cửa hiệu ở Naples. Câu chuyện cuốn phim về cuộc đời của tôi cũng từ đó mà ra. Trong những năm ở Ý, Luciano đã nhận được rất nhiều đề nghị của các hãng phim châu Âu và Ý, xin anh hợp tác để quay một cuốn phim về cuộc đời anh. Trước đây, anh đã từ chối tất cả những đề nghị này. Nhưng từ năm 1959, anh bắt đầu thay đổi ý kiến. Mùa hè nào đó, người ta đã giới thiệu với anh một đại diện của một hãng phim từ New York đến. Nhưng Luciano đã từ chối. Khoảng tháng 9 năm 1959, tôi ở trong một tình thế khó khăn. Vấn đề tiền bạc từ New York làm tôi rất bực mình. Bác sĩ bảo điều đó làm cho tim của tôi bị ảnh hưởng. Tôi bắt đầu hay bị đau nhói ở ngực. Tôi phải uống rất nhiều thuốc nitroglycerin và nhiều loại thuốc khác vì huyết áp của tôi cũng tăng lên. Mọi việc đang trở nên tồi tệ, chính vào lúc đó, đại diện của hãng phim trở lại gặp tôi. Thật đúng lúc, chắc là ông ta biết được tôi đang cần tiền, ông ta đã có một đề nghị có thể chấp nhận được. Ông ta đề nghị viết ngay một kịch bản và khi nào cuốn phim bắt đầu được quay thì tôi sẽ nhận ngay số tiền 100.000 đô la. Sau đó tôi sẽ được hưởng 10% lợi nhuận cuốn phim. Nếu trong cuốn phim có điều gì tôi không đồng ý, tôi có quyền gọi điện thoại yêu cầu cắt bớt. Đầu tháng 10, Luciano đã ký hợp đồng ở Capri quay một bộ phim về cuộc đời của anh. Bộ phim này sẽ được hoàn thành trong 3 năm, nếu như bộ phim bắt đầu, Luciano sẽ có số tiền như anh ta cần. Trong khi đó, từ New York, các áp lực càng tăng lên với anh. Giữa tháng 10, Eboli từ Mỹ sang gặp Anh và trao thư từ của hội đồng ở New York hỏi ý kiến Luciano làm thế nào để ngăn chặn cuộc xung đột đẫm máu sắp nổ ra ở Brooklyn, đồng thời cũng hỏi ý kiến Anh nên đối xử với Joe Proface như thế nào vì anh ta đã già và bệnh tật. Ngoài ra có cả vấn đề Vito Genovese, từ trong nhà tù ở Atlanta, hắn đã đi đến kết luận, Luciano là chủ mưu trong việc hắn bị tù vì vậy hắn ra lệnh cho Tommy eboli và Jerry Catena phải có hành động đối với charlie lucky theo pet eboli thì vito công khai nói rằng hắn quyết trả thù luciano nhưng tin tức quan trọng nhất mà pet đem đến cho tôi là ý kiến của hội nhằm đối phó với một chiến dịch của báo chí mỹ chống tổ chức mafia ở mỹ chiến dịch này được washington ủng hộ pet nói với tôi rằng trong cả nước mỹ thế giới ngầm đang tiến hành một kế hoạch nhằm chống lại một chương trình truyền hình đầu đề là những người không thể bị bắt. Để xây dựng chương trình truyền hình này, người ta đã sử dụng một số tài liệu báo chí về các hoạt động tội ác ở Chicago dưới thời An Capone và người ta chỉ thay một số tên. Chương trình truyền hình này đã tác động mạnh mẽ đến công luận và hãng thuốc lá Chesterfield đã bỏ tiền ra đỡ đầu chương trình này. Hội đồng quản trị đã họp quyết định vấn đề này và Joe Colombo, một người của phái Proface, đề nghị lập hội những người Mỹ gốc Ý. Hội này sẽ tiến hành một chiến dịch phản đối việc dùng toàn tên Ý cho các chương trình truyền hình và các phim ảnh. Mục tiêu của chiến dịch này là ngăn chặn việc chiếu chương trình, những người không thể bị bắt. Pet Everly được cử sang hỏi ý kiến tôi về việc lập hội này. Tôi phải bỏ ra suốt một ngày để suy nghĩ việc này. Tôi cho rằng ý kiến này không gì sai, nhưng với điều kiện là những người có liên quan đến các hoạt động của chúng tôi không được tham gia vào đó tổ chức này phải giữ vẻ bề ngoài hoàn toàn hợp pháp. Nếu không, mọi việc sẽ hỏng bét. Người ta có gửi đến cho tôi một danh sách và cuối cùng tôi đã chọn Santangelo. Alfred Santangelo, nghị sĩ dân chủ bang New York, được cử làm chủ tịch hội liên hiệp những người Mỹ gốc ý dân chủ. Ông ta phát động một chiến dịch trong toàn quốc chống chương trình truyền hình, những người không thể bị bắt, bằng cách tẩy chay công ty thuốc lá Liquid và Mayer, kẻ đỡ đầu của chương trình này ngày 14 tháng 3 năm 1961, chiến dịch này đã thành công khi hãng thuốc lá tuyên bố họ thôi không đỡ đầu chương trình đó. Theo Luciano thì Santangelo ngay từ đầu cũng đã biết rất rõ mọi việc đều do bàn tay của thế giới ngầm. Sau khi đã trao đổi tình hình ở Mỹ, tôi hỏi Pet Eboli tại sao số tiền anh ta giao cho tôi ít như vậy. Anh ta lúng túng trả lời, ông nhỏ đã chuẩn bị mọi thứ và ông ta giao cho tôi. Tôi chỉ biết có thế thôi. Tôi biết rằng trong số đồng minh, bạn bè của tôi ở Mỹ, chỉ có Lansky là người duy nhất biết tôi thực sự muốn rút lui. Thế là thằng chó đẻ này bắt đầu đặt tôi vào danh sách hưởng phụ cấp. Tôi không nói gì với Pet điều này, tôi để mặc hắn xem lần này số tiền gửi cho tôi là bao nhiêu. Tôi đã đoán đúng, vài tuần sau, lại có người mang đến cho tôi. Lần này ít hơn lần trước, chỉ khoảng 10.000 đô la lần này Lansky có viết thư cho tôi phàn nàn tình hình làm ăn ở Mỹ dạo này xấu đi. Mọi người đang phải siết chặt thắt lưng, Castro đã kiểm soát Cuba và chỉ riêng việc này, ngân sách của chúng tôi đã thiệt 6 triệu một năm. Và đó là món tiền không gì bù đắp được, thằng chó đẻ ấy biết rằng tình hình làm ăn ở London đang khá lên. Chúng tôi đã mở thêm một sòng bạc thứ hai ở Bahamas. Đêm nào cũng chật khách, sau khi nạp thuế cho chính phủ Anh và chi phí các khoản khác, lợi nhuận đưa đến hàng triệu đồng. điều đó có nghĩa là tất cả chiến hữu của tôi đều đang phát to. trong khi đó ở Naples, tôi không đủ tiền mở một hiệu bánh kẹo. còn có một vấn đề khác làm Luciano phải quan tâm. Siragusa đã đi khỏi nước Ý. đó là một tin vui cho Luciano. một số cảnh sát quen biết đã kể cho tôi nghe bao nhiêu chuyện về lão Siragusa đã bày mưu lập kế như thế nào để trị tôi. Việc thuyền truyền của Siragusa tuy nhiên không có nghĩa là các nhà chức trách Mỹ đã chịu bỏ cuộc. Họ chỉ thay đổi chiến thuật, người thay thế y là Henry Manfredi một người Mỹ gốc Ý và là nhân viên của Cục Tình báo Trung ương CIA. Manfredi có vẻ lịch thiệp hơn Siragusa nhiều, hắn cũng khôn ngoan hơn, hắn không dở cái trò ăn mặc bẩn thỉu và mò đến Naples, giả dạng làm người buôn thuốc phiện lậu như Siragusa. Trái lại, hắn sử dụng một tay chân tên là Sera. Người ta nói với tôi, đó không phải là tên thật của hắn. Hắn là người to lớn, đẹp trai và tự xưng là thiếu tướng không quân Mỹ. Hắn vừa có mặt ở Naples là tôi đã được báo tin. Anh em gợi ý với tôi rằng, lần này tôi nên tìm cách đánh lừa hắn, làm cho hắn tưởng là tôi tin cậy hắn, thậm chí sử dụng luôn hắn để móc hàng trong các kho của Mỹ. Như thế hắn sẽ không biết là tôi đã nghi ngờ hắn đồng thời tôi đã lợi dụng hắn. Ngoài ra chúng tôi có thể cung cấp cho hắn những nguồn tin giả để hắn cung cấp về Rome và Washington. Tôi, Salemi và Zizokzo đã đóng kịch và Sera tưởng rằng hắn đã lần ra được manh mối một vụ án lớn. Thật sự, tôi có thể dám trả bằng bất cứ giá nào để được đọc những bản báo cáo mà hắn vội vã gửi về cấp trên mà chúng tôi đã lừa hắn. Thành thật mà nói. Tôi cũng có một chút cảm tình với Mika Sera mặc dù đó không phải là tên thật của hắn. Hắn là một người dễ mến mặc dù tôi biết tất cả những điều hắn nói với tôi đều là dối trá. Thỉnh thoảng tôi mời hắn về trại Santa Marinella. Thông thường Adriana lánh mặt. Tôi đã nói chuyện với cô ta về Mika và cô ta không thể chịu được khi nhìn mặt hắn. Luciano cảm thấy thích thú khi đùa giỡn với Sera, nhưng cũng có những vấn đề khác làm anh phải lo lắng. Đó là tình hình sức khỏe và tài chính của bản thân anh. Luciano vẫn lo lắng cho cô Adriana. Anh đã gợi ý để cô trở về sống với gia đình và với người tình cũ của mình, bởi vì các bác sĩ đã khuyên anh ngừng hẳn sự đi lại với phụ nữ. Luciano hứa là không để cô ta thiếu thốn một thứ gì, nhưng Adriana nhất quyết không nghe. Trái lại, cô càng ngày càng chăm sóc anh chu đáo hơn hết sức làm cho cuộc sống của Luciano dễ chịu hơn mặc dù các khó khăn khách quan ngày một tăng lên. Hồi 39, vào cuối năm 1959, Luciano ngày càng không bằng lòng về kế hoạch làm phim. Luciano không đồng ý với kịch bản vì người viết đã sử dụng những hình ảnh cũ kỹ và sai lệch trong các bộ phim về gangster của những năm 30. Tôi đã đi đến một quyết định quyết liệt, tôi nói với họ là nếu như họ không viết ngay một kịch bản mà tôi vừa ý thì mọi việc sẽ tôi không làm nữa tôi cần tiền và không thể chờ được nữa nhân dịp đến madrid để làm một bộ phim khác đại diện của hãng phim đã đến gặp martin goss một trong những tác giả của cuốn sách này trước đây đã từng làm đạo diễn và viết kịch bản cho hollywood hiện nay có một hãng phim riêng ở tây ban nha goss đồng ý sẽ thử viết kịch bản và sẽ làm đồng đạo diễn của bộ phim với điều kiện được gặp luciano được Luciano đồng ý hợp tác. Cuộc gặp gỡ này sẽ được thu xếp. Đến tháng 10, Goss và vợ mời Luciano đến Naples. Goss có ý là một bộ phim về những năm đi đầy của Luciano. Vào đầu những năm 40, Goss đã viết một số chương trình phát thanh về Albert và Costello. Luciano nói với anh, hồi tôi còn ở trong nhà tù Great Meadow năm 1943, tối thứ năm hàng tuần tôi rất thích nghe chương trình này mặc dù tôi biết rất rõ về Costello. Trước khi rời Naples để đi New York, Ross đã giao cho Luciano bản đề cương kịch bản. Kịch bản này chủ yếu là hư cấu, dựa trên quan hệ mà một gangster Mỹ với một cô gái ý mà anh ta yêu, tập trung vào những cố gắng của thế giới ngầm Mỹ nhằm chiếm được một cuốn nhật ký trong đó tên gangster, tức Luciano, đã kể lại tất cả những điều bí mật của cuộc đời mình và nếu cần sẽ có những cảnh về những sự kiện lớn mà mọi người đều biết ở mỹ như vụ mưu sát frank costello và vụ ám sát albert anastasia goss nói với luciano theo hợp đồng anh có thể bỏ bất cứ đoạn nào trong đề cương đây là một canh bạc lớn đối với tôi vì nó sẽ tốn nhiều thời gian nỗ lực và nhiều tiền luciano trả lời nhưng là một canh bạc hay và tôi tin rằng anh sẽ ăn to thế là goss bắt đầu viết kịch bản anh thuê một nhà văn anh tên là John Creswell giúp anh bởi vì người ta nói với anh rằng, ở Mỹ sẽ không có một người nào chịu viết một kịch bản trong đó người viết tỏ ra có phần nào cảm tình với một tên gangster nổi tiếng như Luciano. Trong khi Goss và Creswell bắt tay vào việc, vẫn có người tiếp tục đưa tiền từ Mỹ sang cho Luciano nhưng số tiền này ngày càng ít đi. Tuy số tiền này đủ cho công việc riêng của anh, nhưng từ nay anh không còn có khả năng trả tiền cho cả một đội quân người Mỹ đi đầy và những người Ý làm việc với anh. Trong số đó, hình như có một cô gái điếm ở Naples. Đối với mọi người Mỹ, tôi là ông chủ lớn của những người nô lệ da trắng và tôi đã buộc những cô gái điếm làm việc cho tôi. Còn ở Naples, tôi cho họ tiền đủ cho họ ăn. Tôi muốn Tom Dewey biết việc này, nhưng khi túi tiền đã cạn, tôi không thể gặp họ nữa. Càng ngày tôi càng dành nhiều thời gian hơn cho trại Santa Marinella và như vậy tôi sẽ tránh mặt họ và không phải hứa lần hứa hồi khi họ đến xin tiền. Tôi rất buồn vì phải trốn tránh. Một hôm, Pet Eboli đến với một gói tiền ít hơn. Tôi bảo Pet trở về New York nói với Lansky và mọi người biết về ý định làm phim của tôi. Tôi đã ký hợp đồng làm bộ phim về cuộc đời tôi. Cái hợp đồng này tôi có quyền tối hậu quyết định và tôi cũng sẽ không làm hại bất cứ một ai. Một thời gian sau tôi nhận được tin mọi người đồng ý cứ làm phim và không ai phản đối. Đến tháng chạp, Goss cùng với Creswell trở lại Naples mang theo bản đề cương kịch bản chi tiết hơn. Luciano rất phấn khởi và càng phấn khởi hơn khi Goss nói rằng anh ta đang vận động để Luciano có thể trở về New York ít nhất là một thời gian ngắn. Nhưng Goss không giải thích tỉ mỉ kế hoạch này, chừng nào kịch bản chưa viết xong và được thông qua. Vào khoảng tháng 2, kịch bản đã hoàn thành và Goss đã đến tại nhà của Luciano để cùng anh đọc kịch bản trong 3 tiếng đồng hồ liền. Đọc xong, anh ta đưa cho Luciano một cái bút và bảo ký. Luciano đã ký vào trang đầu tiên và trang cuối đồng thời cũng đã ký tắt tất cả 175 trang còn lại của kịch bản. Ký xong, Luciano nói, ok, bây giờ ông bạn tiết lộ cho tôi kế hoạch bí mật nhằm đưa tôi trở lại New York. Theo các điều khoản của hợp đồng làm phim. Luciano đã ủy nhiệm cho đạo diễn thay mặt anh kiện bất cứ trường hợp nào vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, theo luật của bang New York, trong trường hợp xúc phạm danh dự hoặc tiết lộ đời tư, thì chỉ có những người bị xúc phạm mới được quyền phát đơn kiện. Vào hồi bấy giờ, hệ thống phát thanh truyền hình CBS đang chiếu một loạt chương trình truyền hình nhan đề, các nhân chứng, nội dung của chương trình này đề cập đến các vụ án xử các đầu sỏ của thế giới ngầm. Chương trình đầu tiên nói về Luciano. Những lời đối thoại đầu tiên của diễn viên đóng vai Luciano chưa hề được Luciano thông qua. Theo ý kiến của Goss, Luciano có thể phát tín hiệu về việc xúc phạm đến đời tư. Một vụ kiện tụng như vậy đòi hỏi Luciano phải có mặt ở tòa. Điều đó có nghĩa là Luciano phải được phép về Mỹ để bản thân anh có thể ra trước tòa. Theo kế hoạch, sự có mặt của Luciano ở Manhattan sẽ ngắn và trong suốt thời gian đó, anh sẽ bị canh gác cần mật đi lại rất hạn chế và chắc chắn anh sẽ thua kiện tuy nhiên đối với luciano đây là cơ hội về mỹ dù là thời gian ngắn luciano rất vui trước kế hoạch này suốt dọc đường đi tiễn goss ra sân bay anh sôi nổi nói chuyện với goss về kế hoạch làm phim goss hỏi anh có ý kiến gì không về việc phân công các vai anh muốn người nào sẽ đóng vai anh sau một lát suy nghĩ luciano nói carrie grant sự lựa chọn của anh làm goss hết sức ngạc nhiên Luciano cũng hỏi ý kiến anh ta. Goss chọn danh ca Dean Martin vì anh ta là người đang nổi lên trong giới diễn viên. Nhưng Goss nói thêm là anh ta cũng không quen thân Martin và cũng phân vân trong việc giao kịch bản. Luciano nói, anh đừng lo, tôi sẽ quan tâm và anh ta phải làm đúng đắn. Luciano giữ lại hai bản sao của kịch bản, một cho anh, còn bản kia gửi máy bay đi Hollywood. Sau này Luciano nói với Goss rằng, anh đã giữ bản sao này cho Frank Sinatra để trao lại cho Martin. Sau đó Goss đi Madrid, ghé lại ở đấy một vài ngày, rồi lại đi tiếp London và Paris để thu xếp vấn đề tài chính cần cho bộ phim, đồng thời đăng ký bản quyền cho bộ phim. Ngày 22 tháng 2, Luciano đang chờ tin của Goss thì có một vị khách đến thăm anh. Đây không phải là người liên lạc mang tiền đến như anh chờ đợi, dù cho tiền ít đi, và không phải Pet Eboli tôi đến sân bay để đón và hóa ra là Tommy Eboli. Vẻ mặt hắn ta hầm hầm, Eboli không phải mang tiền đến cho anh mà mang lệnh đến cho anh. Đây là lệnh của Genovis từ Atlanta, của Gambino, Joe Bernano và ngay cả Tommy Lucis, người chiến hữu gần gũi với anh. Trên thực tế đây là một mệnh lệnh của toàn thể những người cầm đầu thế giới ngầm của Mỹ, kể cả Lansky các sức ép đối với công ty thuốc lá Chesterfield đã không buộc được họ từ bỏ việc đỡ đầu chương trình truyền hình những người không thể bị bắt. Vì vậy, hội đồng đã quyết định tăng cường áp lực, kể cả việc tẩy chay. Vì vậy, theo Eboli nói lại, hội không muốn vào lúc này lại có một bộ phim nói về cuộc đời người thủ lĩnh gốc ý của thế giới ngầm. Vì một bộ phim như vậy sẽ làm cho khán giả biết nhiều điều không cần thiết về một loạt người ý có liên quan đến tội ác. Tommy Eboli nói với tôi rằng đây không phải là một yêu cầu, mà là một mệnh lệnh. Hắn nói với tôi, như nói với một kẻ mới vào nghề. Hắn càng nói, tôi càng giận run lên, tôi nói thẳng vào mặt hắn rằng, tôi đã cứu hắn khỏi ngồi tù, và nếu không nhờ tay tôi thì hắn đang làm bạn với Vito trong nhà tù Atlanta. Nhưng nói với hắn chẳng khác gì nói với một bức tường. Hắn nói với tôi không nên giận cá chém thớt bởi vì hắn chỉ là người truyền mệnh lệnh, còn tôi thì phải lập tức đình chỉ việc làm phim. Nếu không, tôi sẽ bị thủ tiêu. Tôi không còn kịp để hưởng lợi nhuận của cuốn phim nữa. Tôi biết trong việc này có bàn tay của Lansky. Hắn đã quàng vào cổ tôi một dây thòng lọng. Hắn là một người do thái, thì việc quái gì phải quan tâm đến những tên ý trong bộ phim? Bởi vì hắn là người điều khiển các đầu dây mối sợ và mọi người đều phải theo lệnh của hắn chẳng khác gì như con dối. Lansky cũng nắm đầu dây thòng lọng. Hắn là người lắm tiền và hắn thật sự đang muốn trở thành ông trù. Tôi biết rất rõ thằng chó đẻ này đang muốn gì, hắn thèm khát quyền lực đến mức có thể nịnh bợ bất cứ ai và làm bất cứ việc gì để đạt mục đích ấy. Meyer Lansky, một chiến hữu của tôi và là một người do thái, sẽ trở thành ông chủ thực sự của người y và do thái mà không cần hội đồng bỏ phiếu. Hồi chúng tôi còn trẻ, tôi thường gọi hắn là thiên tài mà không hiểu điều đó có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ, ở tuổi 64, tôi mới hiểu ra. Mặc dù tức giận, luciano không còn cách nào khác là phải khuất phục anh ta bảo eboli về nước nói với mọi người rằng anh sẽ từ bỏ cuốn phim ngay ngày hôm sau luciano đã đi đến hai quyết định thứ nhất là gọi martin goss từ london về ngay để nói với anh ta việc ngừng không làm phim đồng thời đưa ra một đề nghị mới luciano đề nghị martin goss sẽ trở thành người được biết tất cả các bí mật cuộc đời charlie lucky luciano câu chuyện về một cuộc đời chẳng bao lâu nữa sẽ chấm dứt đó là quyết định thứ hai của anh là quyết định công khai thách thức các quyền lực bên kia đại dương. Mười năm sau, Adriana Rizzo kể lại, Charlie nói với tôi rằng, họ định loại bỏ anh và đối xử với anh như đứa trẻ con. Thậm chí họ không cho anh rút lui mặc dù họ đã cho phép Costello làm điều đó. Bây giờ, họ lại dở cái trò này ra đối với anh. Được, anh sẽ cho chúng một bài học. Hồi 40, ngày 26 tháng 2 năm 1961. Khi gặp nhau ở sân bay Rome, Luciano và Goss đã thỏa thuận với nhau. Luciano đã trình bày với Goss kế hoạch thời gian tối. Anh nói, suốt bao nhiêu năm qua, tôi bị người ta vu cho là vua buôn lậu thuốc phiện của thế giới. Đó là chuyện bịa đặt. Gần 40 năm qua, tôi không hề nhận được một đồng xu từ kế hoạch hành động này. Đã có một lần, tôi đã đề nghị với chính phủ Mỹ một kế hoạch để phá vỡ hệ thống làm thuốc phiện này. Nhưng họ không nghe lời tôi bây giờ tôi bắt đầu làm cái việc mà bao năm họ vu cho tôi tôi sẽ kiểm soát đường dây tiếp tế ma túy đây là cách duy nhất cho các chiến hữu của tôi ở mỹ biết rằng họ không phải là người ra lệnh cho tôi và tôi sẽ tiếp tục ra lệnh cho họ nhưng martin ạ à, anh sẽ không biết một tí gì về chuyện này đâu tôi sẽ kể cho anh tất cả cuộc đời tôi tôi sẽ nói với anh tất cả những gì tôi còn nhớ ý đồ tôi như thế nào không liên quan gì đến anh những việc tôi sắp làm có thể đưa tôi đến thành công nhưng có thể đưa tôi đến cái chết. Ít nhất trên đời này, có một người biết toàn bộ sự thật về tôi. Sau khi từ biệt Ghost, Luciano bắt đầu thực hiện kế hoạch, tập hợp và tổ chức lại tất cả ngay những người chuyên trở, chế biến và bán ma túy. 10 năm trước đây, người ta đã phớt lờ đề nghị của anh nhằm chặn đứng tất cả nguồn này. Bây giờ anh bắt tay tạo nên cả một vương quốc, dựa vào đó anh có thể nắm chặt những người đã có thời là chiến hữu của anh những bây giờ anh coi là kẻ thù. Bọn họ sẽ bắt buộc phải tìm đến anh mới kiếm ra được ma túy. Anh sẽ trở thành một nhân vật cần thiết cho những tay đầu sỏ buôn thuốc viện lậu đến mức, tính mệnh của anh phải được bảo đảm, không một kẻ nào dám tìm cách ám hại anh. Nếu họ muốn mua ma túy, họ phải tìm đến tôi. Trước đây những kẻ như Vito có thể dễ dàng mua được ma túy, vì vậy họ chưa nghĩ đến việc tổ chức lại việc buôn bán ma túy. Họ tưởng rằng những người cung cấp ma túy không thể sống được nếu thiếu họ. Bài học đầu tiên tôi sẽ dạy cho họ là nếu không có nguồn cung cấp, họ sẽ không thể mua được thuốc. Điều đó chẳng hay ho gì cho họ, đây là một cách của tôi ứng dụng định luật của Lansky. Ngay lập tức, Luciano rút số tiền của anh gửi ở ngân hàng Zurich khoảng độ 50.000 đô la và ký gửi một nửa số tiền này vào chi nhánh ngân hàng Mỹ ở Naples. Số 25.000 đô la còn lại, anh cất ở trong nhà làm vốn để chi tiêu cho các nhân viên của anh đi Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và các nguồn khác. Các nhân viên này nói với những người trồng thuốc phiện, các chủ thuyền, những người chế biến ma túy rằng, Charlie Lucky muốn tổ chức họ lại để họ cung cấp ma túy được an toàn và tăng được sức mặc cả đối với những khách hàng muốn mua ma túy. Theo những báo cáo đầu tiên, ý kiến của Luciano rất được hoan nghênh. Tuy lúc đầu có người do dự, tôi vùng ra khá nhiều tiền nhưng kết quả thu lại cũng nhiều. Một điều làm tôi hết sức kinh ngạc và phấn khởi là phần lớn những người cung cấp ma túy ở châu Âu đều là những người đã có quan hệ với Vito Genovis từ những năm 30, khi hắn đến Ý trước chiến tranh. Suốt gần một nửa đời, người ta nói với tôi rằng cái tên Charlie Lucky rất có trọng lượng nhưng tôi chưa hề để ý đến việc này. Nhưng lần này, theo báo cáo của các nhân viên của tôi, thì chỉ cần nêu tên tôi là ngay từ phút đầu, mọi người ở Thổ, Ý... Ai Cập và Đức hầu như quỳ rạp xuống đất. Tôi dự tính vào cuối mùa hè, tổ chức của tôi sẽ hình thành và bắt đầu hoạt động. Khi mọi việc tương đối ổn, Luciano nhắn tin về New York là anh đã tổ chức xong việc mua bán ma túy. Lần này mọi việc sẽ đơn giản và chặt chẽ hơn. Từ nay, việc mua bán sẽ thông qua anh. Bất cứ cá nhân hoặc nhóm nào không chịu nghe theo điều này sẽ bị anh trừng trị không thương tiếc. Chỉ một vài ngày sau, anh bắt đầu nhận được thư từ khắp nước mỹ đến các bức thư này đều viết nguệch ngoạc và lỗi văn phạm giống như các bức thư từ tay tôi viết gửi đi tất cả các bức thư này đều nói một điều là tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng và nếu tôi muốn mọi việc tốt lành thì không được dính mũi vào tất nhiên tất cả những bức thư này đều không mang tên người gửi và cũng không ký tên theo các con dấu đóng ở phong bì thì những thư này được gửi từ các thị trấn nhỏ ở mỹ ở đó tôi không quen ai và không có dấu vết nào để tìm ra người gửi. Có một thám tử nào đó tài giỏi đến bao nhiêu cũng không thể phát hiện được chính Proface đã gửi cho tôi những bức thư như vậy, nhưng lại dán tem, đóng dấu từ thị trấn Marion bang Ohio. Lúc đầu Luciano cảm thấy thích thú, cứ mỗi lần nhận được thư như thế này, anh lại nói với Adriana, chúng ta chờ xem tuần này bọn chúng sẽ dở cho gì mới. Sức khỏe của anh có vẻ khấm khá lên, nhưng đến cuối mùa xuân, cho vui này chấm dứt, Pet đến Naples, anh mang đến cho tôi vài nghìn đô la, nhưng rất nhiều thư từ New York. Anh nói với tôi rằng, khi được tin tôi kiểm soát mọi nguồn ma túy ở châu Âu, mọi người đều tỏ ra tức giận. Anh kể lại là khi Tommy Eboli báo tin này cho Vito ở nhà tù Atlanta, Genovese đã thổ huyết ngay phòng khách và đòi phải thủ tiêu tôi ngay lập tức. Tôi nói với Pet rằng những lời đe dọa của Proface thì tôi phải thận trọng. Nhưng tôi biết rất rõ thằng lợn con này, thậm chí hắn đang tính toán gì trong đầu. Hắn muốn là mọi việc khác cơ. Điều tôi cần tìm ra, đó là điều gì? Cũng như mọi lần khác trong quá khứ, Luciano tự đặt mình vào hoàn cảnh của Genovis và anh đã đi tới kết luận rằng, hình thức trả thù anh cũng giống như hình thức trước đây. Anh và nhiều người khác đã sử dụng để tống cổ Genovis vào tù. Ngoài ra các thủ lĩnh khác trong hội cũng có những thủ đoạn riêng để trả thù anh. Cuối cùng Luciano quyết định thủ đoạn chủ yếu của họ là nhằm cho anh bị bắt về tội buôn thuốc phiện lậu. Bây giờ thì Luciano bắt đầu lo lắng, vì anh đã phải đối phó với hai đối thủ đang phối hợp để trị anh. Các lực lượng của thế giới ngầm nhằm sát hại anh và lực lượng của Genovis muốn anh chết dục trong nhà tù. Luciano rút về cố thủ trong căn nhà của mình, những cơn đau ngực đã xuất hiện, nặng hơn trước. Huyết áp của anh tăng lên và anh bắt đầu uống rất nhiều thuốc anh ngồi hàng giờ nhìn ra ngoài cửa sổ cơ thể ngày càng yếu đi nét mặt anh mệt mỏi và tái nhợt anh từ chối không tiếp một ai ngoài những người bạn thân cận và đáng tin cậy nhất trong một chuyến đến thăm goss nhận thấy rằng thần kinh luciano bị suy nhược nghiêm trọng anh bỗng nhiên thổ lộ là anh rất nhớ gia đình anh đã nhắn tin cho em gái fanny của anh cô ta sẽ đến naples trong vài ngày nữa trong một cuộc nói chuyện Goss đã có một đề nghị với hy vọng đưa Luciano thoát khỏi tâm trạng hiện nay đồng thời cung cấp một số tiền nếu Luciano cần. Goss nói với Luciano gần đây ở Madrid có người gặp anh ta và nói chuyện về kế hoạch phát triển khu bãi biển Algarve thành một trung tâm lớn với nhiều khách sạn và sòng bạc. Goss đã thu xếp việc xây dựng một khách sạn trong có cả sòng bạc ở ngay trên bờ vịnh. Có thể Luciano cũng muốn có cổ phần trong sòng bạc này luciano trả lời là anh ta sẽ suy nghĩ về vấn đề này và sẽ trả lời sau cho đến ngày cô em gái đến thăm luciano cố gắng nghỉ ngơi và tỏ ra lạc quan vui vẻ nhưng khi cô em gái và gia đình trở về mỹ anh lập tức nhắn vitality đến gặp anh vitality được anh coi là người bạn người cố vấn quan trọng đồng thời được anh thông báo về kế hoạch của mình anh nói với vitality rằng khi kế hoạch thống nhất việc buôn bán thuốc viện lậu đã rõ ràng có khả năng thành công thì lại xuất hiện khả năng những kế hoạch này trở thành gậy ông đập lưng ông và anh cho rằng tình hình sức khỏe của anh không cho phép tiếp tục sống cuộc sống luôn luôn phải chịu nhiều áp lực và nhiều nỗi lo âu vitality nói với anh charlie ạ à, anh phải từ bỏ chuyện này đi thôi đây là một việc mà anh chưa bao giờ dính dáng vào cho nên ngay bây giờ anh phải chấm dứt phải báo ngay cho mọi người biết quan điểm của anh còn vấn đề Vito tôi đồng ý với anh là chúng ta phải hết sức canh chừng. Một lần nữa, Luciano lại nhắn tin cho bạn bè ở New York biết là anh đã bỏ kế hoạch thuốc viện lậu và trở về cuộc sống hưu trí. Anh nói, anh sẽ dồn hết sức lực của mình để tận dụng cơ hội mới. Đó là việc phát triển các sòng bạc ở Algarve, Bồ Đào Nha. Luciano không hề ý thức được rằng, anh đã trở thành một lão già mất hết quyền lực. Vài năm trước đây... Anh có thể đương đầu với bất cứ một thách thức nào, với bất cứ một yêu cầu nào của bạn bè ở Mỹ nếu họ dám cả gan làm việc đó. Hồi bấy giờ, như anh đã từng làm nhiều lần, anh vạch kế hoạch đánh bại họ và đạt mục đích của mình. Nhưng hiện giờ, anh đã trở thành cô độc, yêu đuối vì tuổi tác, vì những nỗi sầu muộn riêng tư, cái chết của ivy Lisoni, những cơn đau tim về về. Cái quyền lực mà anh sử dụng để tổ chức tội ác ở Mỹ này đã tiêu tan anh đã thấy điều đó. Trước đây, anh là người đầy tự tin, không có bất cứ ai, bất cứ cái gì có thể ngăn trở được anh. Bây giờ, niềm tin ấy đã tiêu tan, và anh cũng bắt đầu nhận ra rằng, anh không còn tự chủ được mình khi hết vạch kế hoạch này đến kế hoạch khác. Dự kiến này phát họa xong, thì anh đã chuyển sang một dự kiến khác và không có dự kiến nào trọn vẹn. Bạn bè ở Mỹ nhận được tin báo của anh vào khoảng tháng 9. Mười hôm sau, một liên lạc viên đến Naples mang đến cho anh một gói tiền 25.000 đô la. Sau đó, anh vẫn tiếp tục nhận được tiền, nhưng không bao giờ nhiều hơn. Trước lễ Noel, anh cũng đã nhận được món tiền đặc biệt và anh đã sử dụng một phần số tiền này sắm cho Adriana một chiếc áo lông. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ có đủ tiền so với nhu cầu của anh. Còn bao nhiêu người khác ở Naples, Rome, Sicily còn sống nhờ vào sự rộng rãi của anh cửa hàng đồ gỗ cũng đã thua lỗ nặng nề làm Luciano mất đứt 100.000 đô la. Tuy nhiên, điều làm anh lo lắng hơn cả là việc anh từ bỏ kế hoạch lập mạc lưới buôn thuốc phiện lậu ở châu Âu. Các nhân viên của anh đều đáng tin cậy nhưng anh không có cách nào kiểm soát được họ, xem họ đã tiếp xúc với ai. Anh tin rằng sớm hay muộn, các nhà chức trách ý cũng sẽ đánh hơi thấy việc này và họ không thể nào tin được rằng anh đã từ bỏ kế hoạch này. Thế là trăm tội đổ vào đầu anh, giữa lúc đó... Vào khoảng cuối năm, anh nhận được tin tức thật đáng lo ngại. Hai tên gangster ở New York, Vincent Mauro và Frankie Caruso, trước kia thuộc phái Luciano, nay là thân cận của Genovese đã bị bắt và bị ra tòa về tội buôn thuốc phiện lậu. Sau khi ký quỹ 100.000 đô la, chúng được tạm tha rồi biến mất. Chuyện này sẽ dẫn đến đâu? Tôi biết là người ta sẽ đổ tội cho tôi. Anh đã đoán đúng, anh bị gọi đến trụ sở cảnh sát ở Naples bị thẩm vấn rất kỹ về việc hai tên kia mất tích, cảnh sát ý nghĩ rằng chính anh đã cung cấp tiền cho họ để ký quỹ và mua vé máy bay tẩu thoát. Thế là Luciano một lần nữa lại bị nghi ngờ. Cảnh sát được lệnh theo sát anh và điện thoại của anh cũng bị theo dõi. Henry Manfredi và các nhân viên của cục chống ma túy Mỹ lại tăng cường áp lực cảnh sát ý phải có biện pháp kiên quyết đối với Luciano. Giữa lúc khó khăn đang trồng chất như vậy. Thì Charles Capato lại đến yêu cầu anh giúp đỡ vì ông ta đang gặp khó khăn. Việc xây dựng bệnh viện đã gần hoàn thành và bây giờ ông ta cần số tiền lớn để mua các thiết bị cần thiết. Ông ta cũng đã tìm ra một cách kiếm tiền. Ông ta biết luật pháp của thành phố cho phép nhập và sử dụng máy đánh bạc vào mục đích từ thiện. Ông ta đặt câu hỏi có hành động nào từ thiện hơn việc giúp một bệnh viện có đủ trang bị cần thiết? ông ta cũng đã được biết rằng chính quyền Naples sẵn sàng cấp giấy cho ông nhập các máy này với mục đích từ thiện của ông. Luciano phát hoảng lên, tôi nói với ông ta rằng, việc làm của ông ta chỉ tổ gây thêm rắc rối. Tôi nhắc lại rằng, đảng viên Cộng sản Mantoni mà ông ta đã phải đối đầu bao năm qua vừa được cử giữ chức tránh án. Vì đảng Cộng sản đã làm áp lực mạnh mẽ cho ông ta dành trước đó. Nếu Chascapato lại dính vào máy đánh bạc thì Mantoni nhất định sẽ đạp đổ ông ta như đống gạch. Chascapato có lập luận của ông. Ông nói, tôi thì đang ốm mà tiền thì hết. Không còn cách nào khác kiếm đủ cho việc khai trương bệnh viện. Cuối cùng, tôi phải đồng ý và hứa giúp ông ta tìm đủ tiền để mua máy. Tôi cũng đã thu xếp để chờ một loạt máy này từ Đức về và chất trong hầm của nhà thờ. Sau khi Luciano chết, Charles đã bị bắt vì tội kinh doanh trái phép các máy đánh bạc và người kết án ông chính là tránh án Ivan Mantoni, kẻ thù kỳ cựu của ông. Dân chúng trong địa hạt đã biểu tình phản đối. Tòa Thánh Vatican cũng phải can thiệp. Sau 6 tháng nằm tù, bệnh viện của ông đã phá sản và giao lại cho các chủ nợ. Sau này họ đã điều hành bệnh viện này, không có sự tham gia của Charles Khi trở về, Chascapato rất buồn rầu vì nhà của ông đã bị bọn ngoại đạo phá tan, nhà thờ bị xúc phạm. Đầu tháng 12, Luciano bị cơn đau tim nặng. Lần này, anh tưởng sẽ từ giã cõi đời. Vì cơn đau đã làm anh gần như tắc thở. Anh được cấp tốc đưa đến bệnh viện và một tuần sau, anh đã trở về nhà. Lúc này, anh cảm thấy mình đã già nua quá rồi. Mái tóc một thời đen nhánh của anh, bây giờ đã bạc. Anh đi vội vài bước đã phải dừng lại để thở anh cảm thấy mình như một cố đạo hoặc một thầy giáo về hưu và anh nhận ra rằng mình đã 64 tuổi. Anh về nhà được mấy hôm thì Henry và Teresa Rubino từ New York đến thăm. Luciano quen biết Rubino đã nhiều năm. Anh ta đã từng làm thủ hạ của Genovis và đã một lần được cử qua Naples gặp Luciano. Anh ta cũng bị dính dáng đến vụ Muro và Carudo mất tích. Năm 1957 Rubino có đề nghị Luciano buôn thuốc viện lậu nhưng bị từ chối. Tuy vậy, anh vẫn giữ mối quan hệ với Rubino trong thời gian bị đi đày ở Ý. Cuối 1961, Rubino và vợ lại đến Rome và gọi điện thoại đến phòng riêng của Luciano. Hắn đã sử dụng số điện thoại chỉ dành cho những người thân. Luciano ra lệnh cho hắn không được dùng số điện thoại này nữa. Rubino giải thích, anh ta cùng vợ đi nghỉ ở châu Âu chứ không phải đi làm ăn và mò đến thăm Luciano. Lễ Noel cũng đã đến gần mà bạn bè thì không có ai. Sau một phút lưỡng lự, Luciano mời hai vợ chồng Rubino cùng vợ chồng anh đi dự lễ Noel ở Taumina. Vào đêm giao thừa, Luciano và Adriana mở một bữa tiệc nhỏ ở hộp đêm Lazara. Dự bữa tiệc này có vợ chồng Rubino, Vitality, Francesco Simon, chủ hộp đêm. Sau này, Adriana kể lại, đó là bữa tiệc rất thích thú. Nhưng điều xấu nhất là hôm đó là khi tôi nghe lỏm được Rubino đang tìm cách thuyết phục Charlie đừng rút lui và tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Tôi nghe Charlie trả lời là anh ta đã quá già rồi và không còn muốn tranh giành làm gì nữa. Tôi nói với Henry Rubino, anh làm ơn để cho Charlie của tôi yên. Hình như Vitality cũng nghe được câu chuyện nên anh bảo Rubino câm miệng đi. Sáng sớm hôm sau, Luciano nói với Vitality rằng anh ta nghi Mauro và Carudo đã ký quỹ không phải chỉ để được tha tự do. Chắc chắn đây là một phần trong kế hoạch trả thù của Genovis. Trong câu chuyện của Rubino, hắn đánh chống lảng và chối không biết gì về chuyện này. Luciano nói, hắn không bịt mắt được tôi. Chúng ta phải hết sức thận trọng. Sau những ngày lễ, Luciano và Adriana trở về Naples. Vợ chồng Rubino thì đi Rome. Ngày 17 tháng 1, pet Eboli đến lần này anh tỏ ra rất lo lắng anh đã thăm luciano với tư cách là bạn chứ không phải là một liên lạc viên mặc dầu anh có mang một số thư từ pet báo tin là hội đồng đã thảo luận về luciano và tỏ ra lo ngại rằng luciano trở thành mối nguy cho chính tổ chức mà anh lập ra người ta không còn tin anh nữa có nhiều người cho rằng chừng nào luciano còn sống thì tính mệnh anh em không được an toàn theo pet thì hội đồng sẽ sớm ra quyết định thủ tiêu anh Pet Eboli cũng kể lại rằng, hội đồng cũng thảo luận kỹ vế vấn đề làm phim của Luciano. Pet gợi ý Luciano nên gửi một bản sao kịch bản mà anh đã ký thông qua về Mỹ. Điều đó có thể được coi là một thiện chí của Luciano đồng thời sẽ cứu sống anh. Nếu không hội đồng sẽ cho rằng cuốn phim này là một đe dọa cho tổ chức. Luciano đồng ý, kịch bản gốc hiện nay do gót sữa. Vì vậy, anh gọi điện thoại đến Madrid ngày 24 tháng 1 để yêu cầu goss đưa kịch bản này đến naples cho anh ngay nhưng chỉ vài ngày trước đó có sự trùng hợp éo le trong những ngày cuối đời của luciano chỉ vài ngày trước đó goss đã viết thư cho luciano đề nghị anh xét lại quyết định ngừng làm phim nghệ sĩ cameron mitchell sẽ đến gặp luciano sau đó mitchell đã từ tây ban nha đến naples ở đấy anh đã gặp luciano và ra về với một quyết tâm sẽ đóng vai luciano trong phim bức thư của goss viết cuộc gặp gỡ tình cờ với Cameron Mitchell đã làm cho tôi sống lại. Nếu anh cho rằng hoàn cảnh cho phép chúng ta tiến hành, tôi sẽ đến Rome gặp anh. Mọi việc tùy thuộc ở anh, tôi mong rằng anh sẽ đích thân viết thư cho tôi. Mong anh thông cảm và tôi hy vọng sớm nhận được thư trả lời của anh. Năm ngày sau, Goss đã không được thư trả lời. Từ Madrid, anh gọi điện thoại cho Luciano đúng lúc Luciano gọi điện thoại cho anh. Hai dòng điện thoại giao nhau vì vậy mấy phút đầu họ không nhận ra nhau nghe thấy rõ tiếng nói nhưng cả hai đều không biết rằng ở cả hai đầu điện thoại của họ đều bị cảnh sát ý và tây ban nha theo dõi cả hai đều hét to vào máy nhưng chả ai nghe được gì luciano martin anh có thể đến ngay naples được không goss hỏi lại để làm gì có chuyện gì thế luciano không trả lời và nói tiếp anh có thể mang theo kịch bản không anh muốn kịch bản làm gì nếu anh không đến được Tôi sẽ cho người đến tận nhà anh trao thư và lấy kịch bản. Luciano có vẻ tức giận, lần đầu tiên từ khi hai người quen nhau, Ross cảm thấy hình như Luciano có vẻ đe dọa. Anh trả lời, "Charlie, anh đừng lo, tôi sẽ đưa ngay qua ý." "Ok, rất tốt. Thế bao giờ anh đưa để xem tôi có thể đi chuyến máy bay ngày mai không?" "Tối nay tôi sẽ điện cho anh." Goss xem lại chương trình bay của các hãng hàng không và như vậy có chuyến máy bay của hãng Iberia từ đó chuyển sang hãng máy bay Anitalia đi Naples. Anh lập tức điện cho Luciano rõ chuyến bay và anh ghi thêm, sẽ mang theo kịch bản. Nhưng Goss không biết rằng hãng Iberia đã thay đổi chương trình bay và chuyến thứ năm đi Rome đã chuyển sang ngày thứ sáu. Khi nhận ra điều này, anh lập tức điện cho Luciano biết. Nhưng bức điện thứ nhất đã bị cảnh sát Naples giữ lại thế là những màn cuối cùng của đời anh sắp sửa diễn ra. Chưa bao giờ Luciano bị theo dõi chặt như bây giờ. Câu chuyện bằng điện thoại của anh với Goss đã được ghi lại cảnh sát nghi rằng, bức điện này mang nội dung bí mật. Những tiếng, sẽ mang theo kịch bản, chắc chắn có nghĩa là, sẽ mang thuốc phiện. Cuối cùng, cảnh sát tưởng rằng họ đã tìm ra bằng chứng về mối liên hệ giữa cuộc sống bên ngoài và việc làm thật sự của Luciano. Hồi 41, Luciano đã từng nghiêm cấm các chiến hữu của anh, ở Mỹ cũng như ở Ý, không được gọi điện thoại trực tiếp đến nhà anh để bàn công việc của họ. Những người theo dõi điện thoại của anh thường thất vọng vì mệnh lệnh của Luciano được chấp hành triệt đi. Những cú điện thoại mà người ta ghi được đều vô hại và thường liên quan đến chuyện riêng tư. Nhưng vào tháng riêng 1962, sau khi anh từ Taomina về nhà, mệnh lệnh của anh không được thi hành nữa. Tình hình này lặp đi lặp lại nhiều lần. Rubino liên tiếp từ Rome gọi điện thoại thẳng cho Luciano và công khai tranh luận về quyết định rút lui của anh Luciano nhắc đi nhắc lại là không được dùng điện thoại như vậy Nhưng Rubino vẫn không nghe Dần dần, Luciano nghi rằng việc Rubino cố tình dùng điện thoại như vậy nằm trong kế hoạch của Genovis để gài anh vào tội buôn thuốc viện lầu Vào khoảng giữa tháng riêng, trùng hợp với việc pet Eboli đến Naples Vincent Mauro cũng từ Tây Ban Nha gọi điện thoại trực tiếp cho Luciano. Mauro và Carudo cùng với đồng lõa tên là Salvatore Maneri bằng nhiều đường đã trốn sang Tây Ban Nha. Sau khi đã ký quỹ bảo lãnh ở New York, họ đáp máy bay trốn về phía nam mang theo 100.000 đô la tiền mặt. Sau đó lại qua Nassau, ở đó, họ đuổi nắng, tán gái, vào các hộp đêm và tiêu tiền như nước. Sau một vài tuần, họ lại chuồn sang Canada với những tấm hộ chiếu giả mang tên những công dân Canada và sau đó họ lại trốn đi vừa kịp để thoát khỏi bàn tay của cảnh sát. Ở Nassau, họ có quen ba cô gái Canada và ba cô đã nhận ra họ qua những bức ảnh đăng trên báo chí ở Toronto. Họ đã báo cho cảnh sát hoàng gia Canada, cảnh sát chưa kịp hành động thì Mauro, Carudo và Maneri đã nhanh chóng chuồn sang Bahamas rồi sang Jamaica, từ đó họ qua Caracas. Từ Carriker họ đáp máy bay vượt Đại Tây Dương sang London rồi sang nai Ở những nơi trên, họ tỏ ra không có ý định trốn tránh. Họ đi lại một cách công khai, vào các sòng bạc và có mặt trong những canh bạc lớn. Họ trọ trong những khách sạn thật sang trọng, riêng Mauro thì học đòi dâu Adonis, gặp cô gái nào cũng xoan suýt tán tình. Khoảng giữa tháng riêng, họ đến Barcelona, từ đó họ liên tiếp gọi điện thoại sang Ý trước hết họ gọi cho Rubino ở Rome và cả hai vợ chồng Rubino đến gặp họ. Sau khi gặp nhau ở Barcelona, cả bọn cùng kéo đi Madrid. Mauro, Carudo và Maneri trọ tại khách sạn Palace. Vợ chồng Rubino ở lại Madrid mấy ngày, sau đó về Rome. Ngày 14 và 15 tháng riêng, từ khách sạn Perley ở Madrid, Mauro gọi điện thoại đến thẳng nhà Luciano ở Naples. Rubino đã cho họ số điện thoại này hắn không hề giấu giếm tên tuổi của mình cũng như nội dung qua điện thoại. Hắn nhắc lại với Luciano như đến nay và nói rằng từ khi biết tin Luciano định làm ăn to trong giới thuốc viện lẩu, Carudo, Maneri và hắn đã qua châu Âu và Luciano có thể sử dụng bọn hắn tùy sự cần thiết vào bất cứ công việc gì. Mauro chưa nói xong, Luciano đã cắt ngang. Ngày hôm sau, Mauro lại gọi nhưng chỉ nói được vài câu Luciano lại cắt. Khi đặt máy nghe xuống, Luciano quay lại phía Adriana, mặt anh tái nhợt đi vì giận dữ. Anh nói với cô là những cú điện thoại này chỉ nhằm gây rắc rối và anh ta tin chắc rằng đây là cái bẫy của Genovis để gài anh vào tội buôn thuốc phiện lậu. Bỗng nhiên, Luciano ngã sấp xuống sàn nhà, ngực đau nhói. Tưởng rằng anh lại bị đau tim, Adriana vừa cầm điện thoại định gọi xe cấp cứu, Luciano đã ngăn lại, để anh uống thuốc xem sao đã. Vài giờ sau, anh đã đỡ cũng giống như tất cả các cú điện thoại gọi đi cũng như gọi đến từ nhà của Luciano, hai cú điện thoại của Mauro bị cảnh sát ý ghi âm lại. Cảnh sát Tây Ban Nha ở Madrid cũng đã ghi âm được vì ngay sau khi Mauro và đồng đảng đặt chân đến Barcelona, bọn chúng đã bị theo dõi. Cảnh sát quốc tế Interpol và các viên chức của Cục chống nhà phiên Mỹ cũng đã được cảnh sát Ý và Tây Ban Nha thông báo kịp thời. Những phần tử tình nghi bị theo dõi sát sao, tối 24 tháng riêng các nhà chức trách quyết định hành động. Theo yêu cầu của Washington, do Clark Anderson, một nhân viên bí mật của Cục Điều tra Liên bang FBI nằm trong Sư quán Mỹ ở Madrid, cảnh sát Tây Ban Nha đã đến khách sạn Perley bắt giữ Mauro, Carudo, Maneri. Họ đã tìm ra được trong vali của Mauro 11.730 tiền mặt. Ngoài ra còn 43.759 đô la tiền mặt gửi trong tủ kết của khách sạn. Hồi 42, sự kết thúc thật là đột ngột và bất ngờ. Pet Eboli đang ở trong khách sạn tại Naples. Khi được tin này, anh không tin là có thật, liền chạy vội đến nhà xác để xem sự thực ra sao. Lúc này, xác Luciano chưa về tới nơi nên Eboli tin rằng đây là sự nhầm lẫn. Người ta nói với anh Charlie chết thật rồi và thi hài đang ở ngoài ga. Nhưng anh không thể tin chừng nào anh chưa tận mắt trông thấy tôi phải cho tiền tay nhân viên nhà sắp hắn mới cho phép tôi vào nhận dạng. Sau khi đã biết được chắc, Pet Eboli điện gấp về Mỹ, báo tin Charlie Lucky đã chết vì tuổi già và bệnh tim chứ không phải bị bắn chết. Ba hôm sau, lễ cầu hồn cho Luciano đã được tiến hành tại nhà thờ Holy Trinity. Rất nhiều người đã đến dự, kể cả những người đến được và những người bị cấm nhưng dám đến. Charles Capato cũng từ Vesuvius đến dự lễ. Giovanni và nhiều bạn bè khác cũng có mặt, có mặt trong buổi lễ cầu hồn. Còn có một số chiến hữu của Luciano trong thời Hoàng Kim ở New York hoặc trong những ngày biệt xứ ở Ý. Cũng có những người đã già như Joe Giorgio và John Raimondo mà cái chết của Luciano đã làm cho tương lai của họ chưa biết ra sao. Vì nhân vật trung tâm trong cả cuộc đời của họ đã mất, dâu Adonis cũng được phép các nhà chức trách cho đến dự lễ. Anh đến với bộ mặt buồn rười rượi, đôi mắt rưng rưng và mang theo một vòng hoa lớn với một chiếc băng đen trên có dòng chữ vàng, vĩnh biệt người anh em. Pet Bolli ở lại Naples ít ngày để thu xếp giúp Luciano. Trong bà con thân thuộc của Luciano, chỉ có Bartolo có mặt. Trong số bạn bè chiến hữu và thủ hạ thuộc thế giới ngầm không một ai qua dự lễ. Lansky có gửi một vòng hoa, nhiều người khác cũng gửi hoa đến viếng nhưng phần lớn không ký tên. Không có lời chia buồn nào của Vito Genovis. Người ta kể lại rằng trong những ngày đó, Vito luôn luôn tươi cười và hắn tỏ ra niềm nở, hào phóng với mọi người hơn thường lệ. Hơn 300 người, trong đó có rất nhiều cảnh sát Mỹ, ý, cảnh sát quốc tế Interpol. Tất nhiên họ không phải đến để tiễn đưa Luciano, mà chỉ để làm nhiệm vụ, đã đi bộ sau chiếc quan tài phủ đầy hoa do tám con ngựa kéo. Đám tang đã thong thả diễu qua thành phố Naples đến nghĩa địa Anh Real ở đấy Luciano sẽ nằm chờ quyết định cuối cùng anh sẽ chôn ở đâu. Khi còn sống, Luciano luôn luôn mong ước được trở về Mỹ mà anh coi là quê hương của mình. Nguyện vọng này đã không được thực hiện khi anh còn sống. Anh đã từng mong rằng, sau khi anh chết, nghĩa là không còn mối nguy cho nước Mỹ thì ít nhất anh được đưa về chôn ở Mỹ. Từ lâu, anh đã chuẩn bị cho việc này, năm 1935 anh đã mua đất và chi 25.000 đô la để xây hầm mộ đủ rộng để chứa 16 quan tài. Bố, mẹ, một người cô, một người chú của Luciano đã được chôn ở đấy. Bây giờ bạn bè anh đề nghị sư quan Mỹ ở Rome cho phép được đưa Luciano về chôn chung ở đấy. Vấn đề này được thảo luận mấy ngày liền. Trong mấy ngày đó, vấn đề tài sản của Luciano để lại đã giải quyết xong. Cái nhà ở Paco Comola tại Naples được đăng ký với cái tên Bartolo. Bartolo đã bán rẻ căn nhà này với nửa giá trị của nó và lờ Adriana đi. Mặc dù Pet Eboli can thiệp buộc hắn phải miễn cưỡng chia cho cô 3.000 đô la bằng đồng lira và cho phép cô mang đi quần áo tư trang của mình. Trang trại của anh ở Santa Marinella cũng bị bán rẻ. Người ta cố sức tìm kiếm giấy tờ của anh ở Naples và nhiều nơi khác, nhưng chỉ tìm ra một số tài khoản 16.000 đô la ở chi nhánh ngân hàng Mỹ Quốc ở Naples. Luciano còn có tài khoản nào nữa không? điều đó không ai biết được. Đầu tháng 2, các nhà chức trách Mỹ ở Washington, Rome nhất trí cho rằng việc cho phép đưa thi hài Luciano về nước không có gì nguy hại. Ngày 7 tháng 2, một chiếc máy bay vận tài của hãng hàng không Liên Mỹ đã chờ thi hải Anh đổ xuống sân bay New York. Đón thi hải Anh ở sân bay, có rất nhiều nhà báo, 50 nhân viên Cục Điều tra Liên bang FBI, nhân viên Cục Chống nhà phiên Mỹ, Cảnh sát bang New York và thành phố New York và hai người em của Luciano. Bartolo và Joseph. Cỗ quan tài mang biển bạc đề tên San Vatore Lucania đã được đưa lên xe và phóng như bay đến nghĩa trang Thánh Zôn, đặt trong hầm mộ có xây những chiếc cột theo kiến trúc Hy Lạp và có đề chữ Lucania. Cách chừng 30 mét, có một hầm mộ khác mang tên Genovis. 6 năm sau, Vito Genovis cũng chôn ở đấy, 24 xong trong vài phút, không có lễ đặt bia, khi những cánh cửa bằng đồng đã khép kín một số người tò mò thấy một bức tranh thánh treo ở phần mộ. Có người hỏi Bartolo, Lucania là đức thánh nào đấy? Bartolo trả lời, tôi đờ, biết, tôi không hề quen biết các vị thánh.